Sự tích quả Phật thủ. Mẹ lại đau rồi à? Con thương mẹ quá. Giá như cứ để con chịu đau thai mẹ, có phải không? Ước gì con có thể tìm được một phương thuốc gì đó có thể chữa trị cho mẹ. Ngay cả thầy Lan ở làng mình còn bó tay. Mẹ nghĩ bệnh của mẹ vô phương cứu chữa con ạ. Không, không. Con nhất định sẽ tìm cách. Con sẽ tìm được phương thuốc để chữa dứt điểm căn bệnh của mẹ. Thế là cứ sáng sớm, cậu con trai vào trong rừng với hy vọng tìm ra được loại thuốc quý nào đó có thể chữa bệnh cho mẹ. Đây chính là cây lược vàng. Thầy Lan trong làng đã chỉ cho mình xem. Thuốc này rất quý, khó khăn lắm mình mới tìm được. Hy vọng nó giúp ích cho bệnh tình của mẹ mình. Nhưng dù cậu bé có không quản vất vả, ngày đêm lặn lội vào rừng sâu tìm thuốc cho mẹ, thì bệnh tình của người mẹ không hề thuyên giảm. Điều đó làm cậu bé hết sức lo lắng. Nhưng cậu vẫn không ngừng nuôi hy vọng, tiếp tục tìm thuốc khác cho mẹ. Tìm mãi mà không có loại thuốc nào trị được bệnh của mẹ, mình phải làm sao đây? Này, cậu bé đang làm gì vậy? Hả? Chú chim biết nói ư? Tôi vất vả cả ngày mà tìm mãi cũng chẳng ra loại thuốc nào có thể trị được bệnh của mẹ. Bệnh tình của mẹ tôi thì càng ngày càng xấu. Thấy cậu là một cậu bé hiếu thảo, tôi mách cho cậu biết một điều. Tôi nghe nói ở trên đỉnh ngọn núi phía Tây có một loại quả có thể chữa được bách bệnh. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho mẹ cậu đó. Thật vậy ư? Loại quả đó có hình dạng như thế nào vậy chim? Tôi có nghe vị thần rừng nói như vậy, nhưng cũng chưa từng được nhìn thấy nó bao giờ hết. Nếu là thần rừng thì chắc chắn loại quả đó có thật rồi. Hay là mình cứ thử đi về phía Tây xem sao, biết đâu mình sẽ tìm được loại quả thần kỳ đó chữa bệnh cho mẹ. Và thế là cậu bé nhờ cậy người hàng xóm sang trông nom mẹ, còn mình thì lên đường đi tìm thứ quả kỳ lạ mà thần rừng đã nói. Chớp mắt, cậu đã tìm liên tục được 99 ngày, dường như đã nhổ tất cả các lùm cỏ trên núi, trèo lên những ngọn núi cao, nhưng tung tích về thứ quả kỳ lạ mà chú chim nhỏ nói đến cũng không thấy đâu. Trời ơi, sao lại có một trận gió to thế này chứ? Hổ! Ta đi lang thang cả ngày nay mà chẳng tìm được miếng mồi ngon nào, tự dưng có người phát sát tới, thốt lắm. Gặp ta chỉ có nước chết, quả này người chết chắc rồi. Bẩm ngài, xin ngài rộng lượng, tôi chỉ là một đứa trẻ hèn mọn, chắc chắn không thể thoát khỏi nanh vuốt của ngài được. Nhưng tôi đang trên đường đi tìm một loại quả kỳ lạ chữa bệnh cho mẹ tôi. Ngài thương tình cho tôi thêm vài ngày, tôi tìm được quả nhất định sẽ nộp mạng cho ngài. Làm sao ta có thể tin được ngươi? Tôi xin ngài, tôi biết sức mạnh của ngài to lớn cỡ nào, tôi muốn thoát cũng không thể thoát nổi ấy chứ. Chỉ mong ngài thương tình. Nếu ngài không tin, ngài cứ đi theo tôi. Khi nào tìm được loại quả ấy mang về chữa bệnh cho mẹ xong, ngài muốn ăn thịt tôi lúc nào cũng được. Cậu bé khá lắm. Ông là... Ta là thần rừng, thấy cậu có tấm lòng hiếu thảo, vì mẹ mà không quản ngại khó khăn vất vả, nên ta muốn thử lòng cậu. Cậu quả là một cậu bé đáng quý. Ta cho cậu biết, trên đỉnh núi trước mặt kia có một vườn cây ăn quả thần kỳ của tiên nữ, cho ra một loại quả rất đặc biệt. Đó chính là loại quả cậu muốn tìm đấy. Trời ơi, thì ra là thần rừng. Đa tạ thần rừng. Đỉnh núi cao quá, nhưng nhất định mình sẽ leo được lên đó. Phải cố lên, mẹ đang đợi mình ở nhà. Cứ thế, cậu bé không quản ngại vất vả, ngày đêm trèo lên đỉnh núi cao nhất, những mong tìm được thứ quả kỳ lạ đó mang về cho mẹ. Cuối cùng, cậu cũng trèo lên được đỉnh núi. Trước mắt cậu là những cây với nhiều quả bằng vàng, bạc, kim cương. Ôi, sao nhiều quả vàng bạc thế này chứ?
mình đang lạc vào chốn thần tiên nào đây? Chào cậu bé. Người là... Ta là tiên nữ, cai quản khu vườn này. Cậu bé, cậu có chuyện gì mà cất công lên tận khu vườn này của ta vậy? Thì ra người là chủ của khu vườn này, còn chỉ là một người trần mắt thịt. Đến đây xin tiên nữ rủ lòng thương ban cho con một loại quả. Cậu đã vượt qua trăm sông nghìn núi để tới được khu vườn kỳ diệu này, rất đáng khen. Cậu có thể chọn bất kỳ loại quả nào mà cậu muốn. Đây là loại quả vàng. Chỉ với một quả này thôi, cậu có thể sống sung sướng cả đời được đấy. Ôi, thật là quả vàng, đẹp quá à. Trần đời con chưa từng thấy qua quả nào mà quý thế này. Nhưng nó có chữa được bách bệnh không ạ? Không, nó chỉ mang lại sự giàu có cho cậu, còn sức khỏe thì không. Vậy con không cần loại quả này. Vậy còn quả này thì sao? Đây là quả kim cương. Có nó, cậu sẽ trở thành người giàu có nhất một vùng. Chưa từng một ông vua nào có thể sở hữu được món báu vật quý hiếm này đâu. Nhưng nó có mang lại sức khỏe và chữa được bách bệnh không ạ? Ôi, quả này lạ thật đấy. Hương thơm của nó mới dịu dàng, dễ chịu làm sao. Đây là loại quả quý. Ngày xưa tổ sư thần nông theo chỉ thị của Ngọc Hoàng tạo ra giống cây này và trồng nó. Vậy cây này có chữa được bách bệnh không thưa tiên nữ? Có chứ, loại quả thần kỳ này có thể chữa được bách bệnh đó. Đây chính là loại quả mà con cần rồi. Con có một người mẹ rất nhân hậu, nhưng chẳng may mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo, không tìm ra loại thuốc nào chữa trị được. Con có nghe thần rừng nói người có một loại quả kỳ lạ có thể chữa được bách bệnh, nên con đã cất công đi tìm người và tìm thứ quả kỳ lạ đó. Người thương tình có thể ban cho con loại quả đó để con mang về chữa bệnh cho mẹ được không ạ? Nhưng nó chỉ mang lại sức khỏe thôi, còn tiền bạc hay của cải thì cậu sẽ không có gì cả. Tiền bạc, giàu có và danh vọng con không cần. Con chỉ cần mẹ con có thể khỏe mạnh và sống với con mãi mãi mà thôi. Quả là một cậu bé hiếu thảo. Nói thật cho cậu biết, thứ quả trước mặt cậu là thứ quả quý giá nhất của khu vườn này, còn quý hơn cả thứ quả vàng, quả bạc mà cậu đã từng từ chối. Ta sẽ tặng quả này cho ngươi, mang về chữa bệnh cho mẹ ngươi. Ở trong làng con có rất nhiều người nghèo khổ, không có tiền trị bệnh. Xin người tặng cho con một cây về trồng được không ạ? Cậu bé, cậu thật tốt bụng. Được, vậy thì ta sẽ tặng cho cậu một cây về trồng. Nó không những có thể giúp được mẹ cậu, mà còn có thể giúp cho rất nhiều người khác nữa. Đa tạ người. Thế là cậu bé hiếu thảo mang thứ quả kỳ lạ đó về cho mẹ. Loại quả ấy có một mùi thơm kỳ lạ, dễ chịu vô cùng. Mẹ của cậu ngày ngày đều được ngửi mùi hương của cây tiên. Bệnh của bà dần dần chuyển biến tốt hơn. Cậu bé hiếu thảo còn trồng thứ cây kỳ lạ trước cửa nhà rồi chăm sóc, tưới nước cho nó rất cẩn thận. Đúng là thần kỳ, nhờ có thứ quả này, sức khỏe của mẹ đã tốt hơn rất là nhiều. Con hãy nhớ nhân giống cây này lên, rồi phát cho tất cả mọi người quanh làng, để mọi người cũng có thể khỏe mạnh giống như mẹ vậy nha. Vâng ạ. Sau này, vì quả của cây tiên có màu vàng bóng, hương thơm ngát, hình dạng giống như một bàn tay Phật, dùng để trị bệnh vô cùng hữu hiệu. Vì thế người dân hay gọi là cây Phật thủ. Lâu đài của chim sẻ. Lâu đài cháu vẽ đẹp lắm. Cháu quả là một chú chim có tài. Cháu ước mơ xây dựng một lâu đài lớn cho tất cả loài chim trong khu rừng này đến trú ngụ khi cơ nhở. Bác nhìn này, lâu đài có rất nhiều phòng để cho nhiều chú chim ở. Ý tưởng hay, bác sẽ giới thiệu cháu đến chỗ thầy chim sáo. Ông ấy là thợ xây nhà giỏi nhất mà bác biết. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. À, nhà thầy chim sáo đây rồi. Cháu chào bác chim sáo.
cháu được bác chim già giới thiệu đến đây để học nghề ạ. À. Bác có nghe bác chim già nói qua, cháu là đứa rất có tài. Nào, qua đây phụ bác. Dạ, vâng ạ. Chiều rộng 2cm, chiều dài 5cm. Đây là bản vẽ của bác ạ? Ừ, không phải bản vẽ của bác thì là của ai chứ? Thật là bản vẽ một ngôi nhà xấu xí, một người bình thường như thế này mà lại làm thầy mình sao? Không thể nào! Xong cái lỗ này rồi, cháu đục giúp bác cái lỗ bên cạnh xem sao. Cháu có việc phải đi ngay bây giờ, hẹn gặp lại bác sau nha. Cần có một người thầy phù hợp với tài năng của mình, đi đâu để tìm được người thầy giỏi bây giờ? À, mình có cách rồi, mình phải vào hẳn trường dạy kiến trúc sư để học. Hôm nay chúng ta sẽ học bài lịch sử ra đời kiến trúc nhà ở của chim. Tại sao lại phải học lịch sử ra đời kiến trúc nhà ở của chim chứ? Thật dài dòng vớ vẩn. Em vẽ giỏi lắm. Giờ còn đi làm cái vớ vẩn này thì bao giờ mới dựng lâu đài? Thật phí thời gian quá đi. Thường thì chỉ có thế này thôi. Nhà chúng ta đều bị mưa bão đánh sập rồi. Chúng ta về đến đây để được ở lâu đài chắc chắn của cháu. Ờ, cháu đã dựng lâu đài đâu ạ? Chúng ta đã quyết định cần một ngôi nhà chắc chắn để ở. Chúng ta sẽ giúp cháu. Nổi một cái dùi, về thôi, phí thời gian ở đây làm gì? Cháu sẽ làm được mà, mọi người ở lại đi. Cháu là một con chim có thể xây được một lâu đài, nhưng bây giờ chắc chắn chưa được. Cháu! Trước khi dựng một lâu đài, cháu phải học cách và dựng một ngôi nhà đơn giản nhất. Nếu cháu không làm được, thì mãi mãi cháu cũng không dựng được lâu đài đâu. Học lại ạ. Đúng rồi, phải thế chứ. Bác tin cháu sẽ sớm xây được tòa lâu đài mơ ước của mình. Tiệm sửa xe Hòa Bình. Vào đây chú sửa cho. Yên tâm, chú không lấy tiền đâu. Thật hả chú? Thật, tiệm chú sửa xe máy. Nhưng học sinh mà hỏng xe đạp thì chú sửa cho, không lấy tiền. Quân nè, miệng cười giống ba quá. Lần sau mà hỏng hóc hay cần bơm xe cứ vào đây, chú cho bơm thoải mái, không lấy tiền nha. Cháu cảm ơn chú. Cháu chào chú, cháu về đây ạ. Ừ, đi cẩn thận nha. Anh Hòa ạ, nhiều khi em không hiểu nổi anh. Sao cơ? Nhà gần trường học thế này, nếu anh chỉ cần thu 2.000 đồng mỗi lần sửa xe cho học sinh thì cũng đủ sau này trả tiền học cho cu con đấy. Chúng nó đều là học sinh nghèo cả, làm gì có tiền. Mà em nghĩ xem, vài năm nữa cu tí con mình cũng đạp xe đi học, rồi cũng có lúc xe nó bị xịt lốp hoặc là tuột xích mà nó thì không có đồng nào trong túi. Lúc đó chắc chắn sẽ có ai đó giúp đỡ nó như anh đã làm ngày hôm nay. Có gì đâu mà sợ. Anh cứ lo xa thế làm gì? Lần sau ai mà vào bơm xe là em thu tiền đó. Nhà mình có giàu sang gì đâu.
em với anh cũng phải tích góp từng đồng đấy thôi. Xe sao đấy cháu? Dạ, xe cháu hết hơi ạ. Con cho cháu bơm nhờ với. 1.000 đồng một lớp xe, cháu có bơm không? Dạ, vậy thì thôi cô ạ, cháu không có tiền. Lần sau ra đường nhớ xin bố mẹ mấy đồng cho vào túi, đề phòng lúc hỏng xe chứ. Dạ. Bóng, bóng. Cô Tí. Tôi xin lỗi. Cô có sao không? Làm mẹ hết hồn. Con không sao ạ. Cháu có sao không? Cháu không sao ạ. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có gì đâu ạ. Em bé không sao là tốt rồi. Cô xin lỗi vì đã hẹp hòi với cháu. Từ nay xe cộ có hỏng hóc gì cứ mang lại tiệm cô chú nha. Chú không có nhà thì cô sửa cho. Cô cũng biết sửa xe ạ? Cô không biết, nhưng bơm xe với lắp xích thì cô làm được. Hỏng hóc nặng thì nhờ chú sửa cho nha. Vâng ạ. Theo đuổi ước mơ. Mình cũng có một chiếc xe đạp. Sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra sản phẩm để đấu giá. Đó là chiếc xe đạp tốt nhất hiện nay. Xin mời mọi người ra giá. Cháu trả 50.000 ạ. 50.000 à? Còn ai trả giá cao hơn không? Tôi trả 150.000. Tôi trả 250.000. Tôi trả 400.000. Có ai trả giá cao hơn không? 400.000 lần 1. 400.000 lần 2. 400.000 lần 3. Thành giá. Chiếc xe được bán với giá 400.000 đồng cho người đàn ông đội nón mặc áo vest xám đằng kia. Sau đây là chiếc xe đạp tiếp theo, được sản xuất theo mẫu mã hiện đại, mới được tung ra thị trường. Mời mọi người ra giá cho chiếc xe này. Cháu trả 50.000 ạ. Có ai trả giá cao hơn không? Tôi trả 200.000, tôi trả 300.000, tôi trả 500.000, tôi trả 700.000. Sau đây là chiếc xe đạp tiếp theo, được sản xuất theo mẫu mã hiện đại. Cháu trả 50.000 ạ. Có ai trả giá cao hơn không? Tôi trả 200.000, tôi trả 300.000, tôi trả 500.000. Cháu trả 50.000 ạ. Tôi trả 400.000, tôi trả 500.000, tôi trả 700.000. Này cháu bé, những chiếc xe này đều được bán với giá thấp nhất là 400.000 đồng, có chiếc 700.000. Sao cháu không trả giá cao hơn một chút? Nếu không, cháu sẽ không mua được xe đâu. Chúng ta sẽ đấu giá chiếc xe cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Đây là chiếc xe được sản xuất theo công nghệ và mẫu mã tiên tiến nhất. Ai là người đấu giá đầu tiên? Cháu trả 50.000 ạ. Quái lạ, cái cậu bé kia lúc nào cũng chỉ trả giá 50.000 là sao? Sao cậu bé không trả giá cao hơn nhỉ? Chắc cậu bé không có đủ tiền. Các bác ạ, hay là... Mẹ ơi, con muốn chiếc xe đạp đó. Mẹ mua cho con đi. Nãy giờ nó đã trả giá 50.000 cho hơn 10 chiếc xe rồi đấy. Rõ khổ. Thôi, bà con nhường cho cháu nó đi. Có ai trả giá cao hơn cậu bé này không? Con trai,
Lần này con nhường cho cậu bé ấy nhé. Lần sau mẹ sẽ mua một chiếc khác đẹp hơn cho con. 50.000 lần 1, 50.000 lần 2, 50.000 lần 3. Nếu không ai trả giá nữa thì chiếc xe này được bán cho cậu bé kia. Cháu cảm ơn. Cháu cảm ơn các bác. Chuyện trên sa mạc. Chị Gió ơi, nơi đây chỉ có tôi và chị. Sao chị còn làm cát bụi mờ mắt tôi thế? Chào anh bạn, anh đi đâu đấy? Tôi đang đi dạo. Nơi này thì có gì để dạo chơi chứ? Ngắm trời ngắm đất, làm bạn với gió cát, thế là đủ rồi. Mà này, tôi vừa nhìn thấy một sinh vật lạ lắm. Ngoài chúng ta ra, còn có những sinh vật khác tồn tại được ở đây sao? Trông nó cũng gớm ghiếc lắm. Anh lại đó mà coi, cách đây vài dặm thôi. Rồi, đúng là sinh vật lạ. Mình phải lại đó xem mới được. Ồ, anh là ai? Sao anh lại ở đây? Xin lỗi cô, đã làm phiền giấc ngủ của cô rồi. Ồ, không sao, anh cũng sống ở đây à? Vâng. Cô cười tôi đấy à? Tôi cười vì không hiểu sao anh lại đứng xem tôi ngủ thế. À, thì... lần đầu gặp cô ở đây, tôi chỉ tò mò muốn biết sao cô lại có thể sống được giữa một nơi khô hạn như này thôi. Chẳng phải anh cũng đang sống ở đây sao? Đúng vậy, bởi vì tôi có thể chịu đựng được đau khổ và tôi kiên trì. Sau một thời gian dài rèn luyện, tôi đã có một thói quen đặc biệt và bản năng thích ứng với điều kiện khô hạn. Thế nên tôi mới đi được trong sa mạc. Thế còn cô? Tôi cũng giống như anh, trải qua một thời gian dài rèn luyện, tôi đã có được khả năng chịu hạn rất tốt nên có thể sống trong sa mạc. Thế tại sao thân của cô lại lắm gai vậy? Sao? Anh sợ chúng à? Nhìn chúng xấu xí lắm à? Thế tại sao anh lại có hai cái bướu kỳ quái vậy? À, cái bướu này giúp tôi đủ nguồn nước dự trữ để sống trong sa mạc trong thời gian dài mà vẫn không bị thiếu nước. Còn toàn thân tôi có gai nên mới không bị các loại khác ăn mất. Hơn nữa, tôi dùng những chiếc gai nhọn này để hấp thụ số hơi nước ít ỏi có trong không khí của sa mạc. Có thế, tôi mới tồn tại được. Thì ra không chỉ có loài lạc đà chúng tôi mới chịu đựng được gian khổ nơi đây. Để tồn tại trong một môi trường sống khắc nghiệt thế này, tôi và anh đều đã phải trải qua rất nhiều sự tôi luyện khổ cực. Vì vậy, chúng ta đều là những con người đáng tự hào, không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Chúng ta tuyệt vời thế sao? Subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.